Xin chào mọi người. Cái video này sẽ nói về tư duy. Và đó là rất là nhạy cảm. Cho những cái bạn nào còn trẻ mà da chưa dày, máu chưa lạnh thì không nên coi. Nó là vậy nè. Con người với con thú, con trâu, con bò, con lợn, con gì đó, những bộ phận con người có thì những cái con đó nó đều có. Nhưng con người khác những cái con thú vật đó chỉ có một bộ phận thôi, là bộ não, não bộ. Và nếu muốn trở thành những người giàu có thì phải vận động não bộ, chứ không phải không chỉ vận động tay và chân không thôi. Biết tay và chân là sự cần thiết, đúng không? Nhưng chỉ có những người nào mà vận dụng não bộ thì mới có giàu có, biết tiết kiệm, biết đầu tư, biết phân tích, đúng không? Biết học hỏi, biết đam mê. Còn mà gọi là chỉ đâu đánh đó là đồ vứt đi, đúng không? Thì bởi vì vậy, để mà thay đổi một đất nước, thay đổi một tư duy, cái nước Việt Nam mình, thì con người Việt Nam phải bắt đầu tận dụng cái não bộ. Thì để mà tận dụng cái não bộ á, thì có nghĩa là để rút ngắn nó lại một cái từ thôi á, là phải học, học và học. Mà học từ đâu? Học từ sách, học từ những người đi trước, học từ những cái gọi là trải nghiệm của mình trước đây. Chứ không phải là mình đã trải nghiệm một cái gì đó ha, mình đã trải nghiệm thất bại mà mình không rút nó ra được một bài học gì hết, mà mình cứ lặp đi lặp lại cái thất bại đó cả ngàn lần, đúng không? Học những người đi trước, học từ cái kinh nghiệm của mình, học từ cái thất bại của mình, học những cái người mà đã đi cái con đường mòn bạn muốn đi, đúng không? Thì có những cái từ ngữ mình dùng á, đây là mình dạy không, nó không có văn chương ở trong cái trường hợp ở trường lớp. Đây là những bài học của trường đời, và ở đây là cái trường đời làm sao cho bạn trở thành những người giàu có. Vậy thôi. Bạn cứ suy nghĩ lại đi. Có nên vận động não bộ của bạn hay không? Cập nhật những thông tin hữu ích hay không? Hay là những cái vớ vẩn sống ảo đó, bạn cứ tiếp tục làm như thế 5 năm, 10 năm, 20 năm tới đây, lúc bạn 5, 60 tuổi, 70 tuổi, bạn vẫn còn đi bán chôm chôm, bạn vẫn còn đi bán giấy số, bạn vẫn còn đi làm những công việc tay chân, là hỏi tại sao bạn làm vậy. Rồi bạn sẽ đổi thừa là xã hội, và cái gọi là cái gì? Cái kiếp người, đúng không?